ទេសនិកជនជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចកម្រិតថ្មីនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ីសន្និសីទសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់អន់និងសន្តិភាពវៀតណាមកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារប្រទេស បង្កើនប្រភពចំណូលអាស្រ័យទាញយកផ្ដំអាភិប្របស់ភូមិភាកទេសនិកជនជាទីមេត្រីដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកអគ្គលេខាបតូឡាំនិងភរិយារួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានបញ្ចប់យ៉ាងល្អប្រសើរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាបតូឡាំបញ្ជាក់នៅគោលការណ៍របស់វៀតណាមមើលសំខាន់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយម៉ាឡេស៊ី ហើយលទ្ធផលសំខាន់បំផុតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺប្រទេសទាំងពីរបង្កើនទំនាក់ទំនងឡើងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់វិស័យនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការដំបូងបង្អស់របស់ប្រមុខបកវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយនាំយកនូវក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំភាគីទាំងពីរឲ្យការពង្រឹងខឿនគ្រឹះនយោបាយនិងបង្កើនកម្លាំងឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្
nâng cho cha son thân nia chư môi lục ác lịch hạ bạc tù lắm nâng rốt thiên ni rốt thập bál bú tra chả giá bần to bì dân ho cho chọt nâng bì thi tù tù bạc đệ son thả ra cách bì xe xo ôi khởi nơ ca cổ rốt nâng mơ xâm khánh rốt bác thân ác đặc nông Malaysi chung bú Việt Nam nâng tâm nét tâm nông bó tê thằng bì còn nâng tì nịt đá cùng nốt sảnh nhà thầm ấy khăn nông tâm nét tâm nông bó tê thằng bì nô cứ Việt Nam nâng Malaysi bằng cân tâm nét tâm nông lân cầm rất thầm ấy trong đồng bằng ASEAN, trong khi Prote Lao và Campuchia, Malaysia chia Prote đồng bộ mặt ở Robo Việt Nam, bằng cách tầm nét tầm nông đại cư dựa sát cổ vị xây. Nhi chưa mô lật hẳn, thuê chưa khuyên cực ở cách xã hạ Prote Bạc Cá rủ viên Việt Nam nâng Malaysia, căn tay phùng rích tổ lùm tổ lý trong vị xây chỉ trấn, nâng rất tài miệng Prasat tập hiệp chạy xa đáy nghiệp biệt khẳng mục. Bạn đang sẵn cảm bạc hiệp, đại bàn bởi bật tử trong đồng nà tiết sản cách, bạn bằng hai nơi cáp đạch nhà thua ôi chết sẵn đấy, nâng miên bà sát tập hiệp đòi chạp bảo hát, nơi bạn đang sẵn sọ sẵn đắm, đại phía kỳ tăng phí bàn ai kết chẳng. Trong bạn đang chấm nốt bị phía xa, rưu viên lục ạ kẻ lịch hạ bạc tù lắm, chứ mối thân đặc nông sắp hiệp đầm nàng riêng, bà sắp hiệp nâng thân đặc nông bạn đang kẻ bạc lý dụng máy, xa ra lịch khách, đại phía kỳ tăng phí lực lăng bạch chạy. Cứ bằng to cả bằng cân tầm nốt chất này dụ máy, chúng rinh môn tùm nét tầm nốt kháng phở bạc, có đôi chia chúng rinh xã hạ bảo tệ bạc ca sập hiệp. Đôi xa 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 đắm, to phụ chọc khuyên xe thật cách tăng phí, chúng rinh cách xã hạ bảo tệ bạc ca khá nông bản đá vì sai thamay. Lúc ác kẻ lịch khá bạc tù lắm, bàn chuộp nâng đọc đô bạc tuol, chứ môi bản đá xâm phôn cổng hôn thông thông rộng mà Malaysia, đòi ác áng thả. Nâng chúm rinh mộp xa hạ bảo tế bạc cáo vì lý dục chứa mùi Việt Nam có nông bản đào vì sai hết thang rạch nạ xâm vốn sẽ thật cách bày tón thăm một bộ trìa tên là này thống đây là bảo tế tăng phí chạp bảo rõm vì sai cư chứa mùi Việt Nam có nông dục kẹo xa máy phá lãng rộng bảo trì chiệt cả cho hạt thể lịch khá lưu cầm nọt hết xa hạ bảo tế bạc cáo thamay có nông vì sai chúm rinh bình nế chạy cắm xa hạ bảo tế bạc cáo ông phí thăm một bộ có các xa lần mình tế xa chó vì sai cư bằng kênh chỉ thuế đón nơi chương hóa hợp tuol bì Việt Nam tăng Malaysia ban sân khâm thả nâng đoàn phép nghị sử dụng ôi bởi chí chôn bà tế thằng phí rất tài chất khả nế tam là dạ nụ chùm rinh cách xa hạ bà tế bạc ca cổ vị xáy bùng bình là ơ ôi đầm nà ạ phí vọt đầm bây xoan tế phép giật thị rập phép vị bò lập phép nây bà tế thằng phí sau tháng ngày nít nơi khả nông phí phục lúc đại lập phố bình đòi ca bài bộ kháng Việt Nam nâng Malaysia chạy rộng lệch nơi chấm nơi sử dụng khả nế chỉ trấn khả nông đầm nà ạ phí vọt bản đá phát bởi dối lúc ác kẻ lịch khá bạc tù lắm, bạn bằng chết nơi chắc có bị say thông thông ông bị ác diễn. Nông nụ, ác nạc cốt rộ bà diễn, bằng ách tiếng sống từ lơ ca xâm rách rộ bà bà tế tiếng ổ chia xâm rách chức, nông nụ miền Malaysia nâng Việt Nam. Lúc ác kẻ lịch khá bạc chắc tục thả, ác diễn, cũng phụng bà chôm nâng bánh hà thông thông chỉ trấn, bà rịch thân là dụ máy, miền bài bụt kháng. Cả trong xâm phòng phát tế khả nông khlốc nơi miền chống nói tuần khu xói, dân tạc ca xã hạ bảo tế bạc ca mươi chùm nuôn, màn toàn xâm rách bạc sát tập hiệp đôi côl bầm nòng. Hết ní, lúc ác kẻ lịch khá bạc tù lắm, á áng thả, Việt Nam chia xâm rách đọt xạc cắm, tăng bị thang ngay đậm bốn chú ruộng khả nông ông ca ní, nâng Malaysia chia bạc thiên à diễn khả nằm bì bọn mà phải bắm, trở tay cuộc xâm chất sản xuất chùm rôn ca xa mạc kỳ phát tế khả nông, đâm bây thì nếp phía ra cách rộng bó hà diễn, nâng ra xa bạc đề thân xoắn tập hiệp, xoắn tế sốc, xoắn tế rập hiệp, nâng xa hạ bảo tế bạc ca áp hí vọt nơi khả nông đọc bọn. Đâm ná tiết sản xuất cách phát ca bảo tế Malaysia rộng bó lúc ác kẻ lịch khám bạc tù lắm, nâng phía rìa, gồm chùm môi kẻ nẹ bảo tế phụ chân của Việt Nam, xâm rách ban là tập hòa chỉ rích rớ nâng vi chấm hiện. Sạc cam mập hiếp xã hạ bảo tế bạc ca tùm nét tùm nông chỉ trắng, cú rốt đàn đọc tờ lơ bản đá vì say nỉ dụ máy sẽ thực cách qua bật thó tùm nét tùm nông cả bảo tế chia sạc hay phiếp, hỏi cáp đạch nhá rồi bắt thân ạc đặc nông bảo tế thẳng phí, khăn ông cá chắp thua ôi chia sạc đánh cọp khăn tùm nét tùm nông thầm mây.
ចំពោះមុខគឺកសាងផែនការសកម្មភាពជាទូទៅដោយភាពជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាបក្សទូឡំនិងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់វៀតណាមដោយគ្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការថ្មីទំនាក់ទំនងវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រកាសជាបានជំរុញមាំថែមទៀតនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទសភាអន្តរជាតិលើកទី11ដើម្បីភាពអត់អោននិងសន្តិភាពដែលចាត់តាំងឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានរដ្ឋសភាត្រង់ខាន
ក្នុងបរិបទនេះប្រកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាចាត់តាំងមហាសន្និបាតសំខាន់នេះ ក្នុងបរិបទនេះប្រកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាចាត់តាំងមហាសន្និបាតសំខាន់នេះគឺជាការកាត់ខំគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកឡើងច្បាស់ថាសន្តិភាពមិនគ្រាន់តែគ្មានសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេនៅថែមទាំងជាការគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងចែករំលែករវាងបណ្ដាប្រជាជាតិនិងប្រទេសទាំងឡាយជាការធានាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែស័ក្តិសមមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់សុភមង្គលក្នុងបរិស្ថានសវត្ថិភាពមិនត្រូវការរងប្រកាន់រើសអើង លោកអាងថាវៀតណាមជាប្រជាជាតិមួយស្រឡាញ់សន្តិភាពដោយប្រពៃណីអត់ឱនមនុស្សធម៌ទំនាក់ទំនងល្អឆ្លងកាត់ការតស៊ូសង្គ្រាមជាច្រើនលើកដើម្បីដណ្ដើមឯករាជ្យជាតិហេតុនេះវៀតណាមគោរពនិងមើលសំខាន់តម្លៃនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពដើម្បីប្រជាជនគ្រប់រូបសុទ្ធតែបានទទួលឯករាជ្យសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់និងសុភមង្គល វៀតណាមគាំទ្រការជំរុញការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជម្លោះបញ្ហាប្រជែងអន្តរជាតិដោយសន្តិវិធីមិនគំរាមឬប្រើកម្លាំងអាវុធគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកសាងខុនសន្តិភាពយកខ្ញុំចាត់ទុកថាត្រូវតែជំរុញការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកាត់បន្ថយគម្លាតខុសគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសនិងប្រជាជាតិទាំងឡាយទី2យើងត្រូវតែរួមដៃជំរុញការអភិវឌ្ឍជារាភាព ក្របដណ្ដប់ដោះស្រាយមូលហេតុឬកលនៃភាពក្រីក្រអត់ឃ្លានអសមភាពនិងក៏ជាវិធីបង្កើតមូលដ្ឋានជារាភាពឲ្យពិភពលោកសន្តិភាពអត់ឱនទី3គោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងជំរុញលទ្ធិពហុភាគីពិសេសគឺតួនាទីស្នូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាវិធីសាស្ត្រស៊ីវិល័យបំផុតដើម្បីបង្ការទប់ទល់សង្គ្រាមនិងជម្លោះ លោកប្រធានរដ្ឋសភាត្រង់ថាន់ម៉ង់សង្ឃឹមថាបណ្ដាសភានិងសមាជិកសភាទាំងអស់នឹងមានតួនាទីសកម្មនិងមានសម្លេងវាចាសំខាន់ក្នុងការជំរុញការលើកដំកើងគោរពច្បាប់កសាងទំនុកចិត្តនិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករួមគ្នារកសន្តិវិធីប្រកបដោយជារាភាពឲ្យបញ្ហាប្រជែងក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាភាពសកលបងទូទាំងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ មុននេះក្នុងពិធីបើកសន្និបាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជីវភាពរបស់ប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននិងរួចផុតពីឋានៈជាប្រទេសក្រនាឆ្នាំ2026ចំណែកប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាសម្ដេចមហាសេនាធិបតីឌីកជូហ៊ុនសែនបានចែករំលែកអំពីរឿងផ្សះផ្សានិងឯកភាពប្រទេសជាតិលោកបញ្ជាក់ថាការទំនាក់ទំនង តាមរយៈចរចាសន្តិភាពដើម្បីភាគីណាក៏ឈ្នះសម្ដេចមហាសេនាធិបតីឌីកជូហ៊ុនសែនសម្ដេចកដឹងគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះការជម្រើសរបស់វៀតណាមក្នុងការរំដោះនិងឯកភាពប្រទេសជាតិអរុយផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមសេនីយ៍អាយហ្វាងយ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត នឹងចរចាជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានវិនិច្ឆ័យដំឡៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារប្រទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តយន្តការសហប្រតិបត្តិការរឹតតែសម្បូរបែបនិងមានប្រសិទ្ធភាពសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនយោបាយសតិអារម្មណ៍បង្កើនការយល់ដឹងរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរអំពីទំនាក់ទំនងសាមគ្គីវៀតណាមកម្ពុជាបានលើកកម្ពស
ប្រទេសទាំងពីរឱកាសនេះភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ
nông vi sai cà phê bắt tết chăn pipon mập hay pram nâng đâm nặc cá pipon mập hay pram pipon mập hay bận buồn phương bị phiền mùi miếng lách nặc bị sai đà lạt người âm pi bắp phúc thuần thiên phong mà chiết phá lát tập phá bản nát phá bờ thua bằng cao chi khơn cứ xâm rạp sa cam mập phiền sẽ đẹp cách xâm sạp bằng ai lơ cam miếng bìa bắp phương bị phiền đào sàn đi chiết tự đa chia lập phiền nâng bắp sát tập phiền đam mê chạm phật cà nâng bằng can chìm đồ cả đời chia cai làm ao chia vào phía hàng này bắt chưa kè bằng có sùng cuộn nâu sọc lạ sơn khai quả bình tăng bị bè chỉnh chăm mòn phần lệnh khăn chìm cà có rửa xa lực sư bàn chạp phật bì có rửa xa cà chết bắp rách chìm cà đầy tu miền sắp lô phần lệnh chỉnh chăm mòn sọc nâng mòn và ràng pram rạch bàn à xa rạng ăn được qua phi thiên chỉnh chăm tăng bài thoa mà chết mà là hơi mòn rộp bọc quốc lộ bàn đầm lạc phùa đời xa mòn xì xa rư mà là hơi cắt bằng thai ba sở hội bàn chả ràng chăm nạch chú rút bằng sở hội chả ràng chiền chăm nạch cử xa lục dịu ba chìa chả rực đầy thua mà chết nạch bài bà tép nhó phùa mòn đâm bấy lượng mòn bụi rồi biệt thuở ní nông mộc nâu chùm nửa khu phú mòn bụi mùi khắp ba lượng đòi đầm lại bây rơi bòn đồng nạch thêm tiếng bằng sợ bằng cầm nặng thai tôm tiếp hòn mình cải tạo là những cái nhằm cài prai tục nợ bê rối và đo nợ đầm lại ổ tí hớ nợ bài bì mòn bụi mùi cứu lựa đòi đầm lại bây rồi bọn đồng khô chiêu thơ sài sát biển nạ sát sla bồn lê chinh chăm tam bài thông mà chiết hay núp ra sát tập hiếp nâng đầm lại dự chánh khô chiêu nơi không gian nghĩa sau rộng lạc sơn khai quả bình miền cửa xa chỉ trả rãn bằng chạp phật cửa đòi xa cháy liệt bà phát lạc nạc thoa mà chiếc gần lại đại buộc quật rồi nử nơi trăm bì bọn mà phê bì tui đang khu miền xa xa bì bì rơi cửa xa cửa nâng bài cửa một tuần bên đi nơi tài chiếc đạp bì rơi chùm nôn cửa xa cửa bằng nào trời tầm miền ca phnom đô phnom cầm nứt nâng cao nhẹ rồi lực đâm bay phần lạc ca sĩ kem thuê ca sĩ kem trời tài tam bạch chế kể tế tâm ai vị vọt màn rất xa cầm rạch chế rét bằng ách lơ sắp thiệt đàm đầm nạp rộp bàn nhà sở rộp nâng bằng cát bàn chia đầm lại lựa chênh đòi lại người đàm miền sở rộp bọt đầm bàn phiện nề mùi nề mùi nâng bằng cát bàn bọc phốp ca nghe rô si miền chùm đồ khu chiêng nâng chia rập hiếp chiêng khá nào ăn nạc gột chấm nái chấm bóp bằng vải rách nát sầm pon pola cam pi cá sê cam đồ mộc u sa hạt cam nâng xe và cam mimi cá sê cá chạy bằng ai lê cam miền bìa bờ bạc lườn ban chấm rình oi sọc lạ sơn pi xe chạy cạnh lồng bạc chiên lăng chia sọc miền xe chạy cạnh bạch chùm hai chi vật phi bờ bạc rình chia chuyện một thằng ai can tại ban cai lầm ở nơi đam rong bạch chùm on rình chia chuyện mặt trăm tài bông rì pti đại cá sê cam bạch chia cái bạch chia khu phần đầu tì thêm tiền chuột chuột tục nặng tới lơ cả ta bài to nâng sát đôi vị thí bùn lây sát miên bà giọt cho ca phả lạch chia bà phê sát đại bàn bà bà đâm bay cầm chặt sát là ách bầm phai nâng ca bia đầm nằm tam bài thoa mà chiệt miên miên cầm bông phá nắp đô cầm đất khăn nông ca phả lạch chia bàn đà cắt bàn thoi ca bà bà xa rà thiệt kì mì bàn đà hơi bà đô tâu và bà kèm chích đất chiều mùi bà rì thàm hòm vị thí xa ní ban bằng có ca chấp ở rong pi bởi chi chuẩn bằng tọp mốt ban bằng hai pi bởi sát thập hiệp. Thông tôi chẳng đi đâm bốn thua oi cả sẽ có dịch chẳng biến ca chấp ở rong khăn ông rung chết nơi đàm rong. Bọn tài chấp pi oi bà bà mốt, bố kế ban xăm nâng ca miên mục rộp bảo vía, nâng sát nơi khăn khăn ông phòng, à xa lây thăng sát miên bởi dòi chẳng đi, tớp lục thín, nâng bởi chi chuẩn nơi đàm rong. Ai cực rộng ban sát là ách đôi màn trăm bạch bà thăm ca pia rục chiệt. Cơm ạ tìm bồn này thân nằm tớp miên cầm rất bạc bồn đo bài nhá cho phai bàn tay bệ đại dương bồn lên sát miên bà giói dương màn bà thân nằm tiết chui ôi đầm lạc cá cho phai việc cắt láng đôi thòm chiết đam chớ nâng đo phai cho đàn chiêng tên là phô chiêng bà sát miên bà giói tiếng lý miên bà sát tập hiệp nà dương màn sát mạnh thân nằm thiết tê hay nơ bệ đại đo phai việc cho phai cho đàn nà màn bạc bồn đo thân nằm viết màn ạ tìm bồn đo cả sẽ có phòng đám chăn nam pi pon mà phải buồn, sa hạc co cả dịch cam bắt chước chiếc của phía liếng, bên lấy sát miệt bà gió, chôn chầm cá đầm nắm, bay khăn ông chầm nón đắp bằng bay hạch tá, rung chết rộp bà sa hạc co, cả anh hoạt sát miệt bà gió khăn ông cá phá lật, mình tâm tài bất xâm trái thạo bị cá bà nọ tế, thêm tiếng bằng cơn tân đập phó đầm nắm, bà mán bay tòn khăn ông bị cống, bà priếp nâng cá bà sát miệt bà gió.
Nơi rộng chất, bởi dưỡng ăn ở quá thuốc ôi sát tăng phí nằm bồn, xóa khối nâng bất sẵn cháy trần, bà hãy xe sắp đoàn hát sức rồi, hãy ả sẵn bàn phù mì phía, kênh nẹp này cổ rộp lập đập thân ạ, có sang bàn phía nịch sở nhà ô cô phá lật tập phó, mà tê sát, đòi bà sát miên bà giói bà cái bày, bằng có lẹc khả nạc nghỉ xuống, xâm rạp cả lộp phá lật tập phó phù mì phía. ផលិតបៃតងគឺជាទិសដៅរួមនៃទូទាំងផ្នែកកសិកម្មជាពោលដល់វប្បកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយការរីងស្ងួតជាជាតិក្នុងដីកសិកម្មការប្រើប្រាស់សត្វមានប្រយោជន៍ដើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិតបំផ្លាញគឺជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពយោងតាមនោះរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនតម្លៃកសិផលទឹកជាអាចជាជាតិតរីគឺឧស្សាហ៍ចតុជាពូជការដោះពិសោធន៍របស់ដូនតា បានបង្ហាញថាពូជគឺជាកត្តាកំណត់ទិន្នផលនិងគុណភាពក្នុងការផលិតកសិកម្មប៉ុន្តែនៅតំបន់ភូមិរៀបទន្លេកេឡាំកសិករជាច្រើនកំពុងប្រថុយប្រថាននឹងរដូវដាំដុះរបស់ខ្លួនដោយសារគុណភាពពូជមិនបានគ្រប់គ្រងថ្មីៗនេះអ្នកចំការរាប់សិបនាក់ដែលដាំផ្កាបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមនៅស្រុកចលាត់ខេត្តបន្ទាយស្ទើរសាយស្ទើរយំ នាំឲ្យប្រាក់វីដេអូរាប់រយលានត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងតាមស្ថិតិរបស់អនុមន្ទីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍចំណបត្រស្រុកចលាត់ទូទាំងស្រុកមាន 139 ពូជផ្កាទាំងអស់នេះបានទិញពីចំការមួយក្នុងតំបន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រមានមីងទិញពូជគ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជោគជ័យនៃរដូវមុនប៉ុណ្ណោះម៉ោយនាំទីរាល់ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើនិងឃើញចេញផ្កាស្អាតខ្ញុំបង្កាត់ពូជដាំបន្តក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនដឹងពីបញ្ហាផ្សេងដូចជាជាលិកាជាអ្វីខ្ញុំក៏មិនយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាអ្វីនោះទេបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោម 70 គ្រួសារខ្លះដោះចោលហើយដាំផ្កាស្បៃរឿងចំនួនគ្រួសារផ្សេងទៀតខិតខំប្រើប្រាស់ជីជំរុញឲ្យចេញផ្កាដោយសង្ឃឹមថានឹងសង្គ្រោះបានខ្លះភូមិភាគបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញការពីសកលវិទ្យាល័យកន្ធើមកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជួយប្រជាជនដោះស្រាយប៉ុន្តែចំពោះផ្ទៃដីដែលពិបាកស្ដារឡើងវិញផ្នែកកសិកម្មបានក្រើនរំលឹកមាមីងឲ្យកម្ចាត់ចោលហើយបង្វែរមកវិនិយោគលើពូជផ្ការយៈពេលខ្លីថ្ងៃ កម្មវិធីព័ត៌មានពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន